Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm một review về con GTX Zotac GTX 750T phiên bản 2GB. Một con card được phản ánh là rất hot vào thời điểm hiện tại. Và sau video này hy vọng các bạn sẽ hiểu tại sao con card này đáng giá đến như vậy. Và hãy bắt đầu video ngay và luôn. Và chúng ta đây chính là cái hộp Zotac GTX 750T mà nãy giờ chúng ta đang đề cập tới. Vỏ ngoài của hộp không có gì đặc biệt và cũng không có gì thay đổi so với những dòng Zotac GTX 650, 730, 650, 650T hay là 750 các kiểu, vì Zotac vốn hay có thói quen bỏ qua phần vẻ ngoài của card và box card. Tuy nhiên sau này khi chúng ta lại đề cập đến 950 hay các kiểu thì nó sẽ khác. Hiện tại chúng ta sẽ đề cập đến điểm hot của con card Zotac GTX 750T này. Nhưng mà để ý ở đây, bạn có thể thấy Dying Light, một tựa game khá là yêu cầu, không có được nhẹ nhàng lắm. Nhưng con card này nó in hình Dying Light trên chính cái hộp. Điều này nó có thể là một phần coi như một sự đảm bảo con card này có thể chơi được game này. Cũng như War of Tank Gaming Redefined của Batman Origin hay Arkham City gì đó, quá khá nhỏ mình đọc không được. Và đấy là một cái sơ, những cái nhìn sơ về vỏ bên ngoài của hộp. Chức năng extend với những cái điểm Zotac mà trao cho chúng ta như là Extended Warranty 4 năm liền bảo hành và Firestorm Overclock Unity của hãng Zotac cho phép chúng ta điều khiển Overclock một cách dễ dàng hơn với dòng card này. 2GB RAM 5 hỗ trợ DS 11 128GB và That's all. Và ngoài chỉ có thế thôi. Để chúng ta sẽ có cái nhìn sâu hơn vào bên trong. Ở bên trong bạn nhìn thấy rõ không? Ở bên trong chúng ta sẽ thấy coi nào, một tờ giấy. Xin lỗi, mình không thể nói gì về nó hết, chỉ chẳng có gì đặc biệt cả. Và rồi ở đây chúng ta sẽ thấy một đĩa driver và một cái logo Zotac để các bạn dán lên trên ở đâu đó chẳng hạn. Đó là chuyện của các bạn, mình không thể quản các bạn dán ở đâu được. Một cái đĩa driver, một cái quick installation guide, đây là review, đây là Zotac graphic cards, đây là nói về các điểm chính của các card như thế. Mặc dù mình tin chắc 80% các bạn lấy mở cái hộp ra sẽ gọi bỏ mấy đó sang bên và lấy ngay bé yêu này ra. Trước hết chúng ta sẽ nhìn sâu trong này có những gì. Hồi lúc mà mình mới nghe về 750T, mình tin rằng đây là một con card sẽ sử dụng nguồn phụ, và nhìn xem trong này không hề có sợi dây nguồn phụ cả nào cả. Wow, tại sao nhỉ? Nó chỉ có một cổng chuyển DVI ra Vega, bởi vì sao? Đây là sớm biết thôi. Để mình dọn hộp sang một bên. Đây, cháu yêu này. Chiu. Mình có thể nói cho các bạn biết đó là sự khác biệt của nó và 650 là không nhiều. Để mình đợi. Đây chính là con 650. Khi để cạnh hai con với nhau, nhìn thách các bạn biết đâu là con 650, đâu là con 750. Gần như chúng ta sẽ không phân biệt được. Video này có thể cho thấy Zotac đã tận dụng hết cỡ những gì họ có thể làm với một cùng một bao mạch. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nhìn sơ qua những cái cổng mà Zotac GTX 750T này nó hỗ trợ nhé. Ở đây chúng ta có thể thấy, ở đây yêu cầu một cổng DVI ra VGA như thế. Điều đó chứng tỏ con 750T không hỗ trợ cổng VGA thông thường. Nó chỉ hỗ trợ một cổng HDMI, một cổng DisplayPort và một cổng DVI. Điều đó cho thấy chúng ta bắt buộc phải có những cái cổng cục chuyển như thế này nếu như các bạn không có cổng Vega, cổng DVI trên màn hình của bạn. Ta sẽ có thể cho nó qua một bên và chúng ta hãy nhìn sâu con card này, những phần đặc trưng của nó. Sau lần
trước chúng ta nói về Solemnity, bây giờ chúng ta sẽ nói kỹ hơn về một thành viên thuộc dòng Zetix, đó chính là Zetix 750T, cụ thể là 750T. Bạn có thể nhìn thấy, vẫn như bao dòng cạp tầm trung khác, chúng ta vẫn luôn khoác lên cho những con cạp của mình một bộ cánh y chang nhau. Rất khó để nhận ra được sự khác biệt giữa 750T và 650 Scenery. Gần như nó y chang ngoại trừ những cổng DisplayPort và tên và thông số. Nói chung nếu như bạn nhìn sơ qua, rất khó phân biệt. Cổng nguồn phụ đâu rồi? Một con cạp 750T được coi là nhỉnh hơn cả 650T, vậy mà lại không có một cổng nguồn phụ nào. Ngoài lề một tí, nếu bạn để ý, thật ra thì trên bo mạch của 750T vẫn có một cổng chứa dành cho cổng nguồn phụ. Điều này có nghĩa là thực sự đúng là Zotac dự sử dụng hầu hết tất cả các cạc dòng tầm trung là dùng một dạng bo mạch với nhau. Chào quá nhé. Không nào bèn không bàn về bo mạch nữa. Cổng nguồn phụ đâu? Cổng không có cổng nguồn phụ, vậy có nghĩa là con cạc này sẽ không cần một cục nguồn quá cao siêu, bạn chỉ cần một cục nguồn từ 300 đến 400W là có thể an tâm sử dụng. Và cũng vì vậy có nghĩa là con Vega này sẽ sử dụng nguồn gốc là nguồn phụ, nguồn của nó đang sử dụng sẽ là 75W. Wow. Chúng ta đang nói đến một con cạc mạnh nhưng chỉ sử dụng 75W nguồn. Điều này có thể nói khẳng định luôn cho các bạn một câu là 750T hầu như sẽ không nóng. Con 750T sử dụng cấu trúc Maxwell mới của NVIDIA và con GPU bên trong con 750T này được trang bị đó chính là con GM107. Và NVIDIA đã hứa hẹn chúng ta với con GM107 này là hiệu năng cao, điện năng thấp. Hiện tại bạn nhìn trên màn hình bạn sẽ thấy một cái bảng GPU Z của TechWow World để cho mình xem cho các bạn xem công nghệ của con cạc này. Thì các bạn có thể thấy hiện tại trên màn hình bạn sẽ thấy name NVIDIA GeForce GTX 750T, GPU là GM107 và revision của nó là A2. Công nghệ của mà nó đang sở hữu đó chính là 28 nanomet. Bỏ qua các thông số không quan trọng, chúng ta sẽ thấy shader là 640 unified, tức là nó số core của con Zotac 750T này sẽ là 640, ít hơn so với 750T. Và mình sẽ để hai cái bảng so sánh sức mạnh của con GPU 650T và con 750T ngay bên cạnh nhau cho các bạn tiện tay khám phá và theo dõi. Như các bạn có thể thấy ở bên tay trái các bạn là 750T và chúng ta có thể thấy con cạc này sở hữu 2GB RAM, 86.4GB bandwidth, bus của nó là 128, texture filter rate của nó là 41.3 và direct của nó là support 11. Mình vẫn không, ban đầu mình cũng hơi thắc mắc là tại sao nó sử dụng cấu trúc Maxwell vốn được hỗ trợ trên dòng 960XX. 960, 970 và 980 là hỗ trợ DX12. Nhưng có lẽ đây là một sự việc mình sẽ không đủ hiểu biết để nói cho các bạn biết rằng tại sao NVIDIA lại làm như vậy. Chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua. Chúng ta sẽ cùng nói thêm một bước chút nữa về phương thức thiết kế của con cạc này. Vì 750T dòng này là không có nguồn phụ, cho nên và hơn nữa lại thuộc dòng single fan. Cho nên câu hỏi liệu có thể overclock được GTX 750T này khá là rõ ràng là không. Thực tế là có thể nhưng không cao, bạn chỉ có thể overclock một chút thôi. Nhưng mình sẽ đề cập đến config của việc overclock của con Vega này là sau. Hiện tại chúng ta sẽ không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ bước vào phần mà ai cũng chờ, benchmark. Đã đến lúc để xem con quái vật không nguồn phụ này làm được những gì trên những tựa game sau. Cấu hình mình được mình sử dụng để thí nghiệm con cạc GTX 750T này đó chính là CPU của mình đang sử dụng là Intel Pentium G3420 và RAM của mình là 8GB RAM, là sử dụng Cryo Single Bus 1600
mình sử dụng nguồn VS 550 của Corsair, và dĩ nhiên ngôi sao của chúng ta đó chính là ZZS 750T. Với việc sử dụng dòng CPU Pentium G3420, mình đang nói đến việc sử dụng benchmark như vậy sẽ khiến cho các bạn nắm bắt được, nếu lỡ chẳng may bạn không sử dụng một con dòng CPU cao cấp Core i5 hay Core i7, bạn có thể hiểu 750T làm được gì cho những con CPU dòng cấp thấp một chút với dùng dòng dual core CPU như G3420. Và cũng chính vì vậy nên mình buộc sẽ phải tránh những game yêu cầu CPU cao như Crysis 3. Tuy nhiên, như lần trước mình đã test trên 650T, bạn vẫn có thể chơi Crysis 3 với một mức setting là 2. Tuy nhiên, FPS sẽ không ổn định cho lắm dựa vào các phân cảnh của Crysis 3 sử dụng sẽ khiến cho CPU của chúng ta bị gánh nặng. Tiếp theo, vì hầu hết lần này mình sử dụng chương trình benchmark là FRAPS, cho nên mình muốn RAM của mình là 8GB để duy trì mức độ ổn định khi mình benchmark. Và chúng ta hãy bắt đầu vào cuộc ngay vào luôn với quá trình benchmark những tựa game sau. Tựa game đầu tiên mà chúng ta sẽ benchmark đó chính là Battlefield 3. Mình trong lúc benchmark mình đang chơi một trận multiplayer trong phần Conquest, 64 người chơi, 32 người chơi với ping là 358, và FPS mình đạt được là max của nó, như các bạn có thể thấy ngay phía bên trên chỗ hình ảnh, bạn có thể thấy ngay là FPS max mình là 56, FPS trung bình của mình là 45 và min là 22. Đây là một FPS khá là tối ưu khi mình để setting là Ultra 1080p thì 750T đã đạt được cái mà mình đang cần, đó chính là FPS vừa phải. Tuy nhiên với những game competitive như là Battlefield 3 thì mình khuyên cáo các bạn hãy để set là medium hay là một cái mức độ nào đó vừa phải để bạn được hưởng một FPS cao nhất, để đạt được cái điểm, một cái lợi thế tốt nhất trong một tựa game bắn súng có mang tính đối kháng như là Battlefield 3 hoặc là Battlefield 4. Tựa game tiếp theo thì chính là Dying Light. Với mức setting mình để là high và hầu hết tất cả các chức năng như là ambient obstruction đồ các kiểu mình đều mở lên hết ngoại trừ vsync và anti aliasing, với mức phân giải là 1080p. Game chạy khá là ổn định ở bên ngoài trời là rơi vào khoảng 35 đến 40 fps, còn nếu như bạn chơi ở trong nhà thì fps sẽ vượt mức 50 đến 62 63 fps. Và những trường hợp gặp một bầy zombie hấp các bạn thì bạn sẽ gặp FPS rơi vào mức 16. Có thể nói đây là một tựa game yêu cầu kha khá các phần cứng của bạn, cho nên điều 750T làm được rất là không tệ. Hơn nữa phần nào cũng đơn thuần là bên của CPU của mình nó khá là thấp, cho nên phần nào đã chính CPU của mình đã kìm hãm lại sức mạnh của 750T. Tuy không nhiều nhưng đó là lý do tại sao bạn có thể nhìn thấy FPS khoảng cách giữa min max average nó cách nhau khá nhiều như vậy. Tựa game có máu mặt tiếp theo mà chúng ta sẽ benchmark chính là Far Cry 3. Với mức setting là Ultra và 1080p vsync off thì một tựa game khá là có tuổi này rồi tỏ ra vẫn khá là nặng khi khiến cho ZOTAC ZX 750T của chúng ta chạy mức max setting là max FPS là 45, average FPS là 35 và min là 21. Tựa game tiếp theo đó chính là Hitman Absolution. Hitman Absolution là một tựa game được optimize cho AMD, cho nên có thể nói con ZX 750T đã làm được điều khá tốt khi giữ FPS trung bình là 41. Vì lúc mình làm benchmark thì đang sử dụng engine của chính Hitman Absolution, đó chính là cảnh rất đông người ở Chinatown, một trong những cảnh gọi là nặng nhất của game Hitman, và nó đã duy trì mức ổn định là 41 đến 45, và có một số phân cảnh mini và góc hẻm thì có thể lên đến 52 và 60. Với mức setting là cao nhất cộng với phân giải là 1080p và facing off. Tựa game tiếp theo đó chính là Lord of the Fallen, một tựa game mới ra gần đây. Yêu cầu của mình không quá cao nhưng cũng đáng để thử. Lord of the Fallen mình để mức setting là 2 và 1080p vsync off. Boss processing và tất cả các hiệu ứng khác đều được mở. FPS ổn định ở mức 58 đến 60. Tuy nhiên, có một số phân cảnh mình nghĩ đây là lỗi của game.
nó cho chúng ta thấy FPS tụt xuống mức đến mức 27 đến 28. Max FPS là những phân cảnh bạn đi trong nhà, đi trong các khu dungeon các kiểu thì FPS sẽ vọt lên đến 83 đến 90. Và tựa game tiếp theo chúng ta sẽ benchmark chính là Middle Earth Shadow of Mordor với mức setting là 2 và phân giải mình không rõ là do TV hay là do phương thức set resolution của Shadow of Mordor bắt buộc mình buộc phải để resolution là 2032 x 1143. Tuy nhiên mình tin chắc với game Shadow of Mordor này thì việc mình sử dụng mức setting là ultra là có lẽ hơi quá sức đối với con JTX 750T này. Khi chơi mức phân giải như vậy và setting là 2, FPS ổn định của Middle-earth Shadow of Mordor là 40 và đôi khi có một số phân cảnh hẹp chúng ta có thể lên đến mức 52 đến và 60. Tuy nhiên bạn có thể thấy JTX 750T đã duy trì mức FPS ổn định nằm giữa phân khúc từ 30, 40 đến 50, tức là dao động từ 10 FPS cho mỗi phân cảnh của game. Điều này có thể thấy để 750T chạy Shadow of Mordor một cách rất là ổn định. Một tựa game tiếp theo vẫn là một tựa game được optimize cho AMD, đó chính là Tomb Raider Reboot với mức setting là Ultimate, tức là đã khởi động chức năng JSFX, vốn được coi là một chức năng khá là khắc nghiệt với cặp màn hình. Và bộ phân giải là 1080p V-Sync Off, 750T đã làm một điều rất là tuyệt vời khi duy trì mức FPS ở 39 đến 42, Average, Min là 29 và Max là 50. Tuy nhiên có một số phân cảnh bạn đi trong hang, trong nhà, FPS có thể nhảy vọt lên khá cao nhưng điều đó là không đáng đề cập tới. Và lúc mình đang sử dụng chức năng benchmark mặc định có sẵn trong game là phân cảnh Lara đang đứng ngay bên ngoài phía tảng đá và đứng ngay trước biển, muốn được coi là như phân cảnh khá là nặng. Cho nên có thể nói 750T chạy cực kỳ mượt mà Tomb Raider với mức setting 1080p Ultimate. Sau đoạn video trên, bạn có thể biết được những gì con Zotac GTX 750T phiên bản 2GB làm được dù là chưa overclock. Và mình chưa được test nhiều nhưng sau khi mình tìm hiểu thông qua những cái bài viết ở trên trang công nghệ như là TechBallWeb các kiểu thì mức ép xung hiệu quả cho GTX 750T sẽ thuộc vào nằm vào khoảng core clock sẽ nằm vào khoảng 1250-1300 và memory clock sẽ rơi vào 1450-1500. Đây là những con số đã được chứng nhận là chạy ổn định trên con GTX 750T. Tuy nhiên, vốn con GTX 750T không phải thuộc dạng overclock nên bạn có thể cân nhắc hãy để yên cho con GTX 750T sử dụng mức độ mặc định khi temperature của Zotac GTX 750T vào lúc full load chỉ rơi vào mức 60-62 và khi mặc định thì nó sẽ vào khoảng 30-35. Đây là mình đang áp dụng đến một cái thùng máy hoàn toàn bình thường, không có hệ thống tản nhiệt bằng khí, một cái hầm hố và đây nhiệt độ phòng hoàn toàn bình thường. Và như mình đã từng nói với các bạn vào lúc đầu video, Zotac GTX 750T rất là mát, không hề nóng. Như các bạn đã thấy, sau quá trình benchmark, một con card không sử dụng nguồn phụ như 750T, những điều nó vừa làm được chính là cả một hiện tượng. Và 750T được Nvidia sản xuất ra với mục tiêu điện năng thấp, hiệu năng cao và nó phải phục vụ được cho các chuẩn mực game thủ tầm trung. Mình có thể nói trong game mình sử dụng các setting đều là ultra 2 và để 1080p, FPS có thể nói nó nằm ở khúc mức gọi là playable, có thể chơi được ở mức 40 đến 45. Tuy nhiên nếu các bạn có nhu cầu chơi những game mang tính competitive đối kháng với nhau ở với những người chơi khác như là Battlefield, mình sẽ khuyên cáo các bạn sử dụng mức setting medium hay high tùy vào game các bạn sẽ chọn. Bởi vì setting mình để ultra và highest chỉ đơn giản là mang tính cách khách quan, còn cái dòng card tầm trung này mang tới cho các bạn bạn không thể trông chờ được nó ở mang đến cho các bạn những FPS cao siêu như 100, 120 hay là luôn luôn ổn định ở mức 60. Vậy nên các bạn hãy nhớ 750T sẽ phù hợp cho những bạn có kinh phí không quá nhiều ở mức tầm 3 triệu đến 4 triệu, bản thân cấu hình của các bạn không mạnh bởi vì 750T không yêu cầu một nguồn phụ nào cả, cho nên bạn hãy an tâm, bạn chỉ cần có một nguồn phụ 300
đến 450. Đạp hoàn toàn có thể cân tốt 750T mà không cần phải suy nghĩ gì cả. 750T này là một con gạt được nhắm vào một các game thủ nhu cầu 1080p cho game của mình. Với mức giá phải chăng và thời điểm hiện tại là từ 3.3 triệu cho đến 3.5 triệu. 750T đã cho thấy một cái tiềm năng về xoán ngôi các dòng gạt tầm trung khác. Vì nếu bạn so sánh nó với GTX 660, đương nhiên trong các bài test để đưa ra thì 760 nhỉnh hơn 750T ở mức vào lưu lạc vào khoảng 17-30%. Nó tùy vào loại game, nhưng mà 750T và 660 luôn luôn giao nhau ở mức đó. Nhưng điểm mạnh mà 750T đang đề cập đến ở đây chính là nó không yêu cầu nguồn phụ. Cho nên 750T vẫn là một cử nhân sáng giá trong dòng các tầm trung mạnh nhất về thời điểm hiện tại. Cho nên đây là mình phải đề cập đến nếu như các bạn có túi tiền không quá nhiều, muốn đầu tư và để bước chân vào con đường của gamer, thì 750T chính là sự lựa chọn của bạn. Bạn sẽ không hối hận vì đã lựa chọn nó. Thực sự mình sẽ không ép buộc bất cứ ai phải suy nghĩ rằng đây là con card tuyệt vời nhất. Nhưng nếu bạn hỏi mình một con card tầm trung hiệu quả với túi tiền mà bạn có thể bỏ ra, thì 750T sẽ là câu trả lời của mình. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này đến là kết thúc rồi. Đây là một review thứ hai của mình. Xin các bạn đã đóng góp ý kiến nếu các bạn cảm thấy này video này vẫn còn điều gì đó thiếu sót. Hẹn gặp lại những episode sau. Nhớ sub, like, dislike, comment các kiểu như các bạn cảm thấy video này xứng đáng với những điều đó. Hẹn gặp lại những episode sau. Tạm biệt và high five.